Tiếp tục hình ảnh hôm nay lên bò cặp bò cái kem ha. Đây. Hai bò này thì cũng lứa bò 12 13 tháng tuổi hết rồi ha. Hai bò cái nuôi mẫu nè. Đó. Rất là đẹp bò ha. Kem chân cẳng là thẳng băng luôn chú anh chị. Móng sò ha. Đó. Thẳng bắt luôn, xương sóc và xương to. Ha. Cụm đứng thẳng băng nè. Đó. Đầu cụi lưỡi. Đây. Xoáy mặt nè. Đó, đầu trụi ha, xoáy mặt. Nghiêm chỉnh xoáy lưng hoàn thiện luôn ha chú anh chị. Hai con xoáy mặt xoáy lưng là hoàn thiện. Đó, xoáy lưng nè. Hai bò chiều cao đo là giữa sái là 1m21 bò nha, không sao đo là 1m3. Đó. Hai bò hiện vô nọc thì cô chú vừa mua về vô nọc hay còn phát nữa, có chữa đẻ là nó phát tàn rã hình ra là bụi vô hai ngày. Hai ngày sau này tàn lớn ha. Đây, chân cẳng nè. Rúng yếm mà bài bản luôn chú vậy. Thấy không? Chứ sao? Đầu trụ lưỡi ha. Con này dạng kem kem cọp. Con kia thì kem vàng ha. Cũng dòng kem Pháp luôn chú vậy. Không? Lưng là sái rồi nghiêm chỉnh nha. Ăn uống thì khỏi phải nói tới luôn, nó tạp ăn. Rồi, em báo giá hai bò này luôn, hai bò này anh chủ nhà bán giá là 34 triệu ha, hai con 34 triệu. U nụ nó cũng rất là lực bò luôn, đẹp luôn. Chỉnh bành hết nè. Bự bò. Giá cực kỳ yêu thương. Đó, cô chú chị nào thấy ưng ý mua hay dòng kem này thì liên hệ cho em ha. Hai con hạt bự luôn. Đó. Hai lên sau là lên tàn bếp nhất luôn chú chị. Kiểu kiểu mẫu là khó phải chơi tới nè. Rất đẹp bò ha. Sái mặt sái lưng nghiêm chỉnh đầu trụi rủi ha. Giá tiền là 34 triệu. Cô chú chị nào gần xa thì ưng ý được mua thì liên hệ cho em. Thì mình cứ hảo đi, giữa sái là 1m21 bò, không sao đâu, 1m nè, cỡ 1m3 bò ha, không sao đâu, là 1m3 bò. Thì con vàng này nó thấp hơn, con sọt nó cao hơn mà em lấy giá bằng luôn con bò vàng luôn cho cô chú mình dễ coi ha. Chứ con sọc này nó bự hơn nha, nó bự nó cao hơn con vàng á, thằng đít nữa ha. Hai bò giống nuôi sinh sản cô chú chị mua hai ngày vừa vô nọc chỗ là không giờ biết lỗ nè, rất là bự bò ha. Bán đất thù nù luôn. Đó, hình ảnh cũng gửi đầy đủ cho cô chú anh chị mình xem nè. Mong cô chú anh chị thấy ưng ý được giá cả, em hợp ý mua thì liên hệ. Đùi dai lưng nở rồi, mang luôn chú chị ha. Đứt đó, rất là đẹp. Bản đùi lớn, đòn dài. Đứt là thù nù luôn ha. Chân cẳng là chân là không có bú ép xe xuống đúng ruột hết nha. Đó, hai con này không có con nào chân bú xuống đúng ruột hết. Đó.
mình đã luôn gửi đầy đủ hết để mong cô chú xem ưng ý mua thì liên hệ ha. Đây đó, con này chiều cao đó 1m35 bò này cô chú chị, đang làm chữ thứ ba ha. Đây xé mặt cô chú chị, xé mặt xé lưng nghiêm chỉnh nha. Đó này, ba này ve cắn chứ không có gì đi cạ với cây tày hắn chú chị, không phải bị bệnh gì dài hết em. Đó chân trời tướng nè, nó làm chính bác à. Chân sao nè. Đó đây, chiều cao 1m35 bò ha, chữa 6 tháng thì bên em bán là bao chữa bao rồi lũ 3 tháng nữa ha chú anh chị. À, tới cái con kính giữa, con này cũng cao 1m35 bò luôn, con này chữa lũ thứ 2 ha. Đây chân cẳng là không có bố bắp xe xuống bốn xuống luộc gì hết, chân trước chân sau của chú anh chị này, cao 1m35 bò ha. Đó. Cái mặt cũng nghiêm chỉnh nha. Con bò dạng 2-3 con này cũng bột bò bô xin nha chú chị. Cái lưng nè. Đó. Trong lưng ha. Đó. Chúng ta 1m35 bò. Nha. Con chim này, con này con nam chữa thứ hai luôn. Con này thì chiều cao đo 1m3 bò, 1m3 1m3 mốt bò ha. Đó, chân cẳng cũng con này thì chữa là 4 tháng ha. Bán cũng bao loại lú là 3 tháng. Chữa hay về trong vòng 3 ngày cô chú anh chị mình thăm khám lại cho em cái ha. Nếu bò không chữa gì bên em thu hồi bò về. Đó, còn trong quá trình bao loại lú thì bao 3 tháng cho cô chú anh chị mình ha. Con này hình đẻ lứa đầu tiên mà sừng nữa nó hơi dài hay chú anh chị. Rồi báo giá từng con luôn đó, thì con này 23 triệu nè đó, giá 23 triệu chữa 4 tháng bao chữa ha, 23 triệu của chú anh chị. Rồi đủ thì em bao 3 tháng nha. À, một màu không có đem bông giá gì hết ha. Chân cẳng nè. Đó. Đang đúng như vậy. Thấy không? Đó, chân sau nè. Chỗ nè. Con này giá là 23 triệu ha quý anh chị. 23 triệu. Chỗ hữu bò trình bành luôn nè. Rồi con chính giữa 25 triệu nè, chữa 6 tháng chú anh chị, 25 triệu ha. Đang chữa thứ hai luôn, 25 triệu. Con bè hôm nay thì cũng 25 triệu luôn chú anh chị, chữa 6 tháng luôn ha. Đó, con này bè này chữa thứ 3 đó, ba con báo giá hết là cô chú anh chị mình thấy nó ưng ý được mua thì liên hệ ha. Cây đu tròn ha. Đít nè, đó. Ba con em giáo giá hết rồi, cô chú chị mình thấy đó ưng ý được mua hay liên hệ nha.
đít nè, chân cẳng của chú anh chị thấy không? Tầm xa cho cô chú anh chị mình thấy rõ nè. Hai ba triệu à, sở hữu một cái chữa, xin chữa luôn ha. Con này 25 triệu, chiều cao 1m35 bò, đang làm chữa thứ hai. Chim tốt nè, đúng rồi, có đúng vậy. Đó, chú sao nè. Đứt. Rồi. Một màu ha, không có lem lúa gì hết. Rồi giờ hình ảnh cũng gửi đầy đủ cho cô chú chị mình xem đó. Hy vọng cô chú chị mình thấy giá cả ưng ý mua được thì liên hệ ha. Này mấy bò cái bô xin thì cô chú chị mua về làm giống nền ha, sinh sản. Con này hay do cỏ bị da cắn của chú chị ha, làm giống nền sinh sản rất tốt bò ha. Giá tiền thì đó, hai con thì mỗi con là 25 triệu, con bìa em đây 23 triệu. Giờ hình ảnh cũng gửi đầy đủ hết rồi nè. Mong của chúng chị mình xem ha. Cận cảnh kỹ, chi tiết sái mặt sái lưng nghiêm chỉnh. Không có con nào đem giá gì hết ha. Đó. Lan ức trắng giá gì hết, một màu đâu mặc hết. Đó. Cô chú chị xem kỹ đi, thấy giá ưng ý mua được thì liên hệ cho em. Rồi. Rồi, giờ giá cả báo đầy đủ hết rồi đó. Cô chú chị mình thấy ưng ý được mua thì liên hệ ha.